Yêu quái rắn tìm chồng. Tiếng sáo của chàng thật êm dịu, lôi cuốn. Lần đầu tiên ta nghe thấy tiếng sáo khiến tâm hồn ta xao động như vậy. Ta phải có được chàng. Trời lạnh lắm đấy, chàng mặc thêm áo vào. Ngày mai chàng lên huyện thi rồi, chàng phải giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn nàng, lần này đi thi, ta nhất định sẽ thổi sáo thật hay, giành giải đem về tặng nàng. Để xem các ngươi vui vẻ được bao lâu. Nàng ấy sẽ rất vui khi biết mình giành được hạng nhất trong kỳ thi thổi sáo lần này. Chàng ơi! Nàng ra đón ta ư? Vâng, em ra đón chàng. Ta có tin vui cho nàng đi. Ta đã giành hạng nhất cuộc thi thổi sáo đấy. Thật sao? Em biết mà, tiếng sáo của chàng là tuyệt nhất. Em đã nấu cho chàng rất nhiều món ngon ở nhà. Chúng ta cùng về thôi. Ừ, chúng ta về thôi. Gì thế kia? Chàng về rồi hả? Trời, chuyện này là sao chứ? Chàng ơi, em mới là vợ chàng cơ mà. Tại sao lại có một người nữa giống hệt như em thế kia? Cô là ai mà biến thành vợ tôi? Không, em mới là vợ chàng. Em là Lý đây. Chàng xem, đây là chiếc trâm chàng đã tặng em mà. Đúng rồi, đó là chiếc trâm ta tặng nàng. Vậy thì, cô là người nói dối. Cô là ai? Sao chàng lại nghi ngờ em? Em cũng tên là Lý. Chiếc trâm mà chàng tặng em đây, em vẫn luôn cất giữ bên mình. Vậy là sao? Ai mới là vợ ta đây? Ông ơi, ông giúp cháu với. Cậu có chuyện gì thế? Chuyện là không hiểu sao lại xuất hiện hai người giống hệt nhau nhận là vợ cháu. Giống như hai giọt nước, đến cả cây trâm cài tóc cháu tặng cũng giống nhau. Cháu không thể phân biệt được. Ông là bậc cao niên, nhiều vốn sống. Xin ông hãy giúp cháu. Được rồi, ta sẽ có cách giúp cậu. Vợ ắt hẳn là người hiểu rõ chồng mình thích ăn gì. Bây giờ trong ba bát canh mùi vị khác nhau này, các cô không được nhìn, chỉ được ngửi. Xem bát canh nào chồng mình thích ăn nhất thì hãy gật đầu. Các ngươi không biết là mắt trắng của ta có thể nhìn xuyên qua vải sao? Cô vợ thật kia vừa chọn rồi, ta chỉ việc làm theo thôi. Hả? Cả hai cùng biết, vậy phải làm sao đây? Vậy ta sẽ có cách khác. Giờ ta sẽ cho ba chàng trai đi qua đường. Nhận ra ai là chồng mình thì cứ vẫy gọi. Ai gọi đúng thì người đó là vợ thật. Ai gọi sai là vợ giả sẽ phải chịu tội. Đường ở xa và nhỏ thế kia, làm sao ta có thể đoán được? Thôi được, khi nào cô ta cất tiếng gọi chồng thì mình sẽ bắt chước gọi theo ngay lập tức. Như vậy lão già kia làm sao mà nhận ra được? Người thứ hai rồi mà cô ta vẫn không gọi. Vậy thì chắc chắn người thứ ba là chồng mình rồi. Mình phải nhanh gọi trước mới được. Chàng ơi, chàng! Kia đúng là chồng tôi rồi. Trong ba người, cô không nhận ra ai là chồng mình sao? Dạ thưa ông, chồng cháu thì dẫu ở xa trăm dặm, ngàn dặm, cháu cũng nhìn ra. Nhưng ba người này không có ai là chồng cháu cả. Hả? Thì ra cô chính là kẻ giả mạo. Trong ba chàng trai đó không có ai là chồng của cô cả. Cô là loài yêu quái gì? Mau hiện nguyên hình đi. Thì ra nó là một con rắn biến hình. Chàng ơi, em ở đây. Đúng là nàng đây rồi. Chúc mừng hai vợ chồng nhé. Cảm ơn các bác. Ồ, nhà cô Lý có cây hoa gì vừa thơm lại vừa đẹp thế này? Ơ, sao tự dưng nhà mình lại có cây hoa lạ này từ bao giờ thế nhỉ? Loại hoa này lạ lắm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó cả. Tôi cũng vậy, chúng ta nên đặt tên cho nó.
nhành hoa hình sau, hương thơm dịu ngọt, lại mọc lên đúng vào ngày hai vợ chồng trẻ vừa trải qua kiếp nạn. Vậy ta sẽ đặt tên là Thiên Lý. Thiên Lý nghĩa là nghìn dặm mà vẫn nhận ra được chồng mình. Hay quá, hay quá. Hai chị em đồng nát. Ai sách báo cũ đổi bán không? Ai sách báo cũ đổi bán nào? Lúa, lúa ơi. Ơ, chị Hồng, chưa mua được cái gì à? Ra đây, chị để chỗ sắt này cho. Vừa mua được khách quen đấy. Dạ. Thôi chị à, mãi chị mới mua được, em không lấy đâu. Cô làm sao đấy, lấy đi, xe chị đầy rồi đây này. Thôi chị à, em đi rao chỗ khác kiểu gì chả có khách. Còn bé này, chị để cho cô là chị cũng lấy tiền chứ chị có cho không đâu. Chị... Chỗ này 10 kg, cô đưa chị 40 ngàn là được rồi. 40 ngàn sao được? Em gửi chị 60 ngàn nha. Kìa chị, em không nhận đâu. Thế này đi, không tranh cãi nữa. Thôi, chị thấy cũng được rồi. Hai chị em mình về nhập cho đại lý rồi chiều đi tiếp. Dạ được. Chị em mình đi thôi. Trời ơi, có sao không? Ui da, đau quá. Trầy hết chân rồi đây này. Chị có miếng dán này, để chị dán lại cho. À, cướp, bà con ơi, cướp. Mình biết con hẻm này, nó là con hẻm cục. Cướp, bà con ơi, cướp. Chắc chắn hắn sẽ lộn lại đầu kia, mình sẽ chặn đầu này. Bỏ cái túi đi, cứ cố sống chết với nó làm gì. Đúng rồi, bọn trộm cướp manh động lắm, nhỡ nó động chân động tay thì khổ. Em không bỏ, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của chị, em không để nó cướp được. Em... Nói xấu sau lưng. Bà Tư đi chợ về đó hả? Vâng, bà vào đây nghỉ một chút đã. Gớm, mấy ngày nay nóng quá bà nhỉ? Vâng, mới sáng bảnh mắt ra mà nắng đã chói chang rồi. Xe nhà nào đấy nhỉ? Bà không biết à, xe của nhà Hoa Đô mới mua đó. Thế cơ à? Ồ hay cái bà này, hàng xóm với nhau mà bà không biết à. Nhà Hoa Đô trước đây nghèo rất mồng tơi. Thế mà mấy năm gần đây cứ như diều gặp gió. Nhà đã to nhất làng, giờ lại tậu cả ô tô nữa. Ôi trời ơi, tôi thấy là khoe mẽ thì có. Chứ quanh cái làng này, có đi đâu mà phải đi ô tô. Ừ, bà nói phải. Đã thế cái cô vợ thì điệu đà, suốt ngày váy váy áo áo, trông chả ra làm sao. Ôi trời, người ta lắm tiền thì phải khoe chứ. Không lỡ chẳng ai biết thì...
Thôi chết, mãi nói chuyện quên mất. Tôi phải về trong nhà cho ông lão nhà tôi đi có việc. Thôi tôi về đây. Vâng, bà về nha. Cô Hoa đó à? Dạ, chào bà. Nhà cô mới mua xe à? Xe đẹp thật đó nha. Mà sao nhà cô kín tiếng thế? Có gì đâu bà, chỉ là phương tiện đi lại thôi mà. Gớm, cả làng mình có mỗi nhà cô có cái xe đẹp thế, lại còn có gì đâu. Nhưng mà tôi bảo nè, mọi người trong xóm đang xì xào về nhà cô nhiều lắm đó. Cô à, cẩn thận với mấy cái bà ở xóm này, hay đưa chuyện khích bác nhau lắm. Nhất là cái bà Tư hàng xóm nhà cô, hay bà Ba bán nước đầu xóm đó. Họ bảo nhà cô lắm tiền nhiều của nên khoe mẽ, nào là có cái ô tô nên ra oai, lúc nào cũng thấy lượn quanh làng, rồi quần áo váy vóc là lượt suốt ngày, nhất là cái bà Ba bán nước đầu làng đó. Thế hả bà? Ô hay, họ nói vậy mà cô còn cười được à? Thật ra tôi cũng không quan tâm nhiều đến điều đó đâu. Sao lại không quan tâm? Tôi là tôi chỉ muốn tốt cho nhà cô, nên nói cho cô biết để mà đề phòng. Chứ cô nói thế... Cảm ơn bà đã có ý tốt, nhưng người ta nói xấu sau lưng cũng chỉ như bắn một mũi tên mà không trúng đích thôi. Hà cớ gì bà lại nhặt mũi tên ấy lên mà đâm vào người ta lần nữa, hả bà? Phía sau những vết xước. Mình ơi, con ơi, ra xem tôi có cái gì nè. Có chuyện gì thế Mình? Xe tôi vừa lấy đó, có đẹp không? Tuyệt quá, vậy là từ nay đi đâu gia đình mình không phải đi taxi rồi. Ô tô đẹp quá. Con có thích không? Ba mua để chở con đi chơi đó. Thật hả ba? Ừ. Quan hô ba, con yêu ba. Ăn cơm thôi. Ủa, ba đâu rồi con? Con không gọi ba vào ăn cơm sao? Ba đang ở ngoài sân lau ô tô mẹ ơi. Con gọi ba rồi, nhưng ba nói cứ ăn trước đi, lát ba vào. Lại chăm chút cho cái xe rồi. Từ lúc mua về, ngày nào cũng đứng ngắm chán chê, rồi lại lau lau chùi chùi. Người đâu mà mê xe đến thế? Mê xe là sao hả mẹ? Ý của mẹ là ba rất yêu quý chiếc xe đó con à. Yêu quý hơn cả con sao mẹ? Ngốc à, tất nhiên là ba yêu con hơn rồi. Ba vì yêu con mới mua chiếc xe đó để chở con đi chơi đó. Ba chăm chút cho chiếc xe cũng là vì con thôi, hiểu không? Con hiểu rồi ạ. Ba ơi, ba ra đây. Con cho ba xem cái này. Có chuyện gì thế con trai? Thì ba cứ ra đây đi. Chuyện gì thế này? Là con phải không? Dạ, con. Trời ơi, xước hết cả rồi. Hư quá, đánh cho hết vẻ bậy nè. Chuyện gì thế nhỉ? Hư này. Thôi nào, hai cha con làm sao thế? Em xem, nó nghịch không thể chịu được, dám lấy gạch viết dằn nhịt lên xe. Thế này thì còn gì là xe nữa. Sao con lại nghịch dại thế? Con chỉ muốn làm ba vui thôi mà. Làm ba vui? Xước hết rồi, vui cái nỗi gì? Đây là... Anh xem, anh đánh con mạnh quá. Nó là trẻ con, có hiểu chuyện gì đâu. Mà con nó... Tại lúc đó anh nóng quá nên... Cũng không ngờ con nó... Ba xin lỗi, có đau không con? Mẹ nói gì ba yêu con nên mua ô tô chở con đi chơi. Con cũng chỉ muốn nói với ba là con rất yêu ba nên... Ba biết rồi, ba cũng yêu con nhất trên đời. Nhưng lần sau con không được viết vào xe nha.
con xem, hỏng hết xe thì làm sao ba đưa con đi chơi được. Con cũng xin lỗi ba, từ giờ con sẽ không làm thế nữa. Dự báo. Mình ơi, khuya rồi, sao còn chưa ngủ? Tôi đọc nốt mấy trang nữa rồi ngủ. Sắp đến kỳ thi rồi, mình đi ngủ trước đi. Cậu học trò này tuy nghèo nhưng có chí. Ta sẽ ghi vào sổ thiên tài, cho hắn đỗ đạt làm quan. Chắc chắn hắn sẽ giúp ích cho dân chúng. Mình đã quét dọn ngôi đền này sạch sẽ để tiếp đón quan lớn. Vậy mà giờ đã xế chiều, chuẩn bị đóng cửa đền đến nơi rồi mà có thấy ai đến đâu nhỉ? Ông Quý, ông làm gì mà mấy hôm nay ngày nào cũng khư khư ôm chổi thế? À, tôi đang có chút việc nên phải quét dọn đền cho sạch sẽ. Mà cậu cũng rảnh nhỉ, mấy ngày liền đều qua. Tôi tiện đường đi học về nên ghé qua thắp hương. Cũng sắp đến kỳ thi quan trọng rồi. Không thể tin được, lẽ nào lại chính là cậu ta? Tôi làm sao cơ? Thật vậy sao? Sau này tôi sẽ làm quan lớn ư? Đúng vậy, chắc thời gian tới anh sẽ đỗ đạt làm quan đấy. Anh cố mà giữ cái lọc này nhé. Như vậy là sau này ta sẽ giàu, ta sẽ trở thành quan lớn. Ta sẽ không phải sống cảnh nghèo khổ trong ngôi nhà dột nát này nữa. Ôi, thật là sung sướng. Mình ơi, vậy mà ăn đi, khoai tôi mới nấu nè. Quan lớn như ta mà dở xấu như thế này sao? Không được, phải bỏ thôi. Sau này thiếu gì mỹ nữ chứ. Mình làm sao mà thần mặt ra thế? Cô bảo ai thần mặt đấy? Vợ con gì mà láo thế? Đừng thấy tôi hiền mà làm càn. Ngày mai cô cuốn hết đồ đạc và rời khỏi ngôi nhà này đi, nghe chưa? Này anh Tư. Cái gì? Có chuyện gì? Anh Tư này, tháng trước anh còn thiếu tôi 2 đồng, giờ anh phải trả cho tôi. Ta chưa có, mà cứ liệu đấy. Nay mai ta làm quan lớn, ta sẽ cắm đất cả vào vườn nhà anh đấy. Thằng Tư dạo này làm sao thế? Ngày trước nó hiền lành lắm mà. Còn mấy người nữa cứ liệu hồn, đừng có bàn tán sầm bậy. Sau này tôi làm quan lớn, các ông các bà hối không kịp đâu. Này ông, hôm qua thần làng có về báo mộng cho ông nữa không? Hôm qua thần có về báo mộng, nhưng... Thần báo sao? Nói thật nha, thần nói sau này tôi không cần phải kính cẩn trước anh nữa. Thiên đình đã tước mất số làm quan của anh, không cho anh đỗ đạt nữa. Cái gì? Không cho tôi làm quan nữa sao? Tại sao chứ? Thần bảo anh chưa lên làm quan mà đã hống hách, bỏ vợ bỏ con, đối xử tệ bạc với mọi người xung quanh. Thần còn bảo thêm, cái hạng người chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng, có được làm quan cũng chẳng làm quan tốt được đâu. Chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng ư? Trời ơi là trời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.